Xin chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức nổi bật trong nước sẽ mở đầu bản tin chiều hôm nay. Sáng ngày 20 tháng 2 tại tỉnh Phú Yên, vùng đất có mũi Đại Lãnh, nơi đòn ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên toàn quốc theo đề án trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 như lời phát động của Thủ tướng tại chỉ thị số 45, trong đó có gần 700 triệu cây xanh được trồng phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn, hơn 300 triệu cây xanh trồng rừng tập trung màu xanh cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng là màu của sự sinh sôi và phát triển bền vững chính vì vậy thủ tướng đề nghị chính thức chọn thông điệp cho chương trình trồng một tỷ cây xanh là vì một việt nam xanh thực hiện tốt chương trình này chính là thiết thực thực hiện hóa tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng mong muốn tỉnh phú yên sẽ là một trong các địa phương dẫn đầu trong việc triển khai đề án này tích cực nhất tại buổi lễ thủ tướng đã tặng một số cây xanh cây bàng vuông cho tỉnh Phú Yên, chứng kiến lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận sự hỗ trợ từ một số doanh nghiệp cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vietjet hỗ trợ 1 tỷ đồng, công ty Bảo Châu Phú Yên hỗ trợ 2 triệu cây giống. Chiều ngày 19 tháng 2 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình tiến độ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong nước. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanosen đã hoàn thành tiêm mũi thứ hai và lấy máu 7 ngày sau tiêm mũi 2 để đánh giá tính sinh miễn dịch cho 60 tình nguyện viên được tiêm ở 3 mức liều 25mg, 50mg và 75mg. Với kết quả nghiên cứu ở cả 3 mức liều tiêm, vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax an toàn, không có biến cố bất lợi, nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian nghiên cứu, Bộ Y tế đề xuất – không chỉ tổ chức triển khai nghiên cứu vaccine tại Học viện Quân y mà sẽ phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia vào nghiên cứu thực hiện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua tính toán sơ bộ ban đầu, với số lượng nghiên cứu giữ nguyên đảm bảo cỡ mẫu giai đoạn 2, việc nghiên cứu tại hai địa điểm có thể rút ngắn 50% thời gian nghiên cứu, còn 3 tháng thay vì 6 tháng. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh các lực lượng đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 ở trong nước, trong đó công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đã hoàn thành tốt giai đoạn 1, đảm bảo tính an toàn, sinh kháng thể, phòng bệnh, phòng chống SARS-CoV-2. Đảm bảo tính an toàn, sinh kháng thể, phòng bệnh, chống được SARS-CoV-2. Ngay trong tuần tới, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông qua việc tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 69 ca, số ca âm tính lần hai với SARS -CoV 2 với SARS-CoV-2 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân 1536 tuổi cao có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Ngoài ra có thêm hai bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Dã dạ chiến số 2 của Hải Dương liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã và đang tích cực làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine phòng bệnh COVID-19 về Việt Nam phục vụ người dân, đồng thời với đó là đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, xã hội hóa và huy động các nguồn lực để phục vụ việc cung cấp vaccine phòng bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất, rộng nhất. Nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh trên địa bàn quay trở lại trường kể từ đầu tuần tới ngày 22 tháng 2 sau thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19 và Tết Nguyên đán. Sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, học sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Con Tum, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, An Giang, Bình Dương, Lai Châu, Ninh Bình, Trà Vinh – đi học trở lại từ ngày 22 tháng 2 thay vì học trực tuyến và ôn tập tại nhà đến hết tháng 2 năm 2021 theo dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, các trường cũng chuẩn bị phương án phòng chống dịch và chủ động triển khai hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh và cán bộ nhân viên trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Tính đến đầu giờ sáng ngày 20 tháng 2, Quảng Ninh đã trải qua 4 ngày không có ca mắc mới và 11 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, cũng trong sáng nay Chính quyền tỉnh Bình Dương đã dỡ bỏ phong tỏa tại khu C2 thuộc khu dân cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, hiện tỉnh Bình Dương không còn điểm phong tỏa nào. Tính đến cuối ngày 19 tháng 2, trong tổng số 43 bệnh nhân mắc Covid-19 đang cách ly điều trị tại tỉnh Quảng Ninh, chỉ còn 20 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2, đã có 15 ca được điều trị khỏi bệnh, trong đó 12 trên 15 người đã xuất viện trở về nhà tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Ba người vẫn ở lại bệnh viện số 2 để theo dõi sức khỏe. Sáng ngày 20 tháng 2, chính quyền tỉnh Bình Dương đã dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại khu C2, thuộc khu dân cư e -Hôm 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Vùng cách ly y tế, khu vực phòng chống dịch Covid-19 đối với các khu vực, khu dân cư E4 được đánh giá đã an toàn sau 14 ngày phong tỏa. Toàn bộ 284 mẫu xét nghiệm của người sinh sống trong tòa nhà C2 đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo là âm tính với sars-cov-2. Hiện tỉnh Bình Dương không còn điểm phong tỏa nào. Hai điểm dỡ phong tỏa trước đó là phường Phú Hòa, thành phố Thủ dầu Một và ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hải Dương cũng vừa quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với một số cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn từ 0 giờ ngày 19 tháng 2, do sau thời gian tối thiểu 14 ngày, kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế không phát sinh ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2, F0. Tính trên cả nước, đến nay tổng ca nhiễm lên 2.362, số khỏi 1.627, số tử vong do COVID-19 là 35. 4 người tử vong sau 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 69 người xét nghiệm âm tính nCoV lần 1, 39 người âm tính lần 2 và 55 người âm tính lần 3. Hầu hết bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, 82,5%, biểu hiện lâm sàng nhẹ, 14,7%, 19 trường hợp tiên lượng nặng, nặng và nguy kịch. Bản tin tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Tại huyện Thạch An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Cao Bằng khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Nông Sơn Lâm, học sinh lớp 8B, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thạch An. Gia đình em Nông Sơn Lâm, chú tại xã Thụy Hùng, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, bố mất sớm, mẹ làm ruộng, mỗi ngày đi học phải đi bộ 1,5 km đường rừng. Mặc dù điều kiện gia đình khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào hoạt động do liên đội nhà trường tổ chức. Để chia sẻ khó khăn của gia đình em Lâm, Thành đoàn Hà Nội đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà khăn quảng đỏ ở xóm Trang Khuyên, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. Ngôi nhà xây cấp 4, lập tôn với tổng diện tích 60m2 dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2021. Vào khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 2, Tổ công tác của Công an huyện Hà Quảng đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Đồng Mây, xã Lương Can đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán ma túy hai đối tượng là Vi Văn Ninh, sinh năm 1988 và Vi Văn Long, sinh năm 1982, cùng chú tại xóm Bình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. Tiến hành kiểm tra, hai đối tượng khai nhận cả hai góp mỗi người 500.000 đồng đi đến khu vực thành phố Cao Bằng để mua ma túy, với giá 1 triệu đồng về sử dụng và bán kiếm lời. Sau khi mua được, Long ngậm gói heroin vào miệng, về đến xóm Đồng Mây, xã Lương Can thì bị công an bắt quả tang qua kiểm tra đã bắt giữ 1,19g heroin. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hà Quảng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021, toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp đang sử dụng lao động nợ 11,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài của các doanh nghiệp đang ở mức độ báo động, không những hệ lụy trực tiếp đến người lao động mà còn gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý lao động. Số tiền nợ trên đã kéo dài từ 3 tháng trở lên, trong đó 11 đơn vị nợ không có khả năng thu trên 9,1 tỷ đồng gồm chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng 7 tỷ 051 triệu đồng, công ty cổ phần cơ khí xây lắp công nghiệp Cao Bằng 929,1 triệu đồng, công ty than cốc và khoáng sản Việt Trung Thạch An 422,7 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển miền núi 136,7 triệu đồng. Nguyên nhân khách quan là do đại dịch COVID-19 đã khiến tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị nợ kéo dài với tổng số tiền trên 2 tỷ 431 triệu đồng, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Tiến Hưng nợ 154,6 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng 19 tháng 8 nợ 146,5 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Việt Anh nợ 94,7 triệu đồng, Công ty cổ phần mang gan cao bằng nợ 91,1 triệu đồng. Trước thực trạng trên, đòi hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh cần chủ động tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành và các cơ quan đơn vị ngoài ngành, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết thu hồi nợ tại các đơn vị chây ý sử dụng các biện pháp đôn đốc, bám sát hoạt động doanh nghiệp. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.